Ok rồi anh em nhá. Lại điệp khúc cũ là quay clip chia sẻ cho anh em. Vẫn một con âm ly đèn 4 bóng ngang ngố. Đấy, âm ly này là hàng sản xuất mới full box ni lông hộp xốp. Nó là hàng made in China nhưng tiêu chuẩn của nó là xuất Âu Mỹ. Hàng này hàng em nhập trực tiếp full ni lông hộp xốp bằng eBay, đường eBay nhá. Chơi hàng này thì trôi nổi rất là nhiều, nhưng mà để chơi được những con hàng mà chất lượng và giá rẻ thì chơi những con âm ly này phải nói là ưng ý, tầm tiền mà lại có căn chỉnh bát chép, có đèn vu, có hai đường vào một đường ra, làm âm ly làm rề đều được và chơi bốn bóng nga ngố tuyệt vời luôn. Em thì chơi mang tính chất chia sẻ trao đổi với anh em, chứ những cái cặp bóng, những cái chơi những cái bóng của Nga này nghe nó khác. Đấy, bóng thì để thay thế thì rất là nhiều, em chơi em hay thay thế các kiểu, nhưng mà nói chung khi em bán ra cho anh em chơi thì một bộ âm ly như thế này là cũng rất là bình dân, chơi rất là hài lòng rồi. Hiện giờ em đang chơi bốn bóng Nga đây, tuyệt vời luôn, anh em mà nghe thử nhá. Em đang nghe tạm từ điện thoại lên với đánh với đôi loa Đức nhỏ gọn xinh xắn này để anh em nghe chất âm. Đây là nhạc của băng cối nhá. Rồi em sẽ mở tăng volume lên tí. Con này công suất rất là tốt, đánh loa nào cũng chiến đấu được, rất là hay. Volume em đang để mức vừa phải thôi, gần như là chưa bao giờ mở quá 10 giờ. Lại có thể làm pre rề đèn đều được. Chơi những cặp bóng Nga bóng Mỹ thì rất là hay anh em ạ. À, bóng Nga hay gọi là bóng Liên Xô ngày xưa ấy. Anh em chơi thì cũng còn nên chơi những cái cục lọc điện của Mỹ này này, đơn giản nhưng mà lại là hay, sạch sẽ, bảo vệ, chống sét, chống quá áp đầy đủ luôn cho anh em. Tách luôn. Điện thể trong clip này giới thiệu về âm ly đèn full box ni lông hộp xốp này, thì đồng thời em sẽ giới thiệu cho anh em con đầu CD ô tô V6 bản nâng cấp mạch V6 này rất là hay. Bây giờ em có thể biến con đầu V6 này thành một con đầu CDP, tức là nó sẽ đánh tín hiệu như một con đầu CD đánh sang âm ly này để anh em xem nhá. Con âm ly này là có hỗ trợ hai đường vào mà, bây giờ em sẽ mở con đầu dưới này. Mở con đầu dưới. Mở đầu dưới nhá. Tóm lại là đầu dưới không kết nối vào loa mà bây giờ đang thành một cái CD để chuyển đến đây, thì em đang cắm cổng 2 của CD. Rồi, bây giờ em tăng tiếng lên. Đấy, thế coi như đầu V6 cũng đang phát ra âm ly để ra loa. Đấy. Chọn sóng radio V6 nó có hay là nó có một hộp kênh radio riêng, cho nên khả năng bắt sóng nó rất là sướng. Này, sớt hoàn toàn tự động. Là một thông tin đáng có thể ấn giữ để lưu kênh. Lại bị gạt khâu. Nạn nhân mới nhất là một phụ nữ ở bang Victoria, sinh nhật của cô đã. Và bây giờ em sẽ mở một kịch, nếu không kịp thời phát một file nhạc kim khâu, chất lượng cao ở trong thẻ nhớ đây ạ. Em có cái có bài nào tâm sự với anh đi. Tóm lại là CD V6 đang phát lên âm ly. Mình mở nhỏ chứ mình tăng to lên trên thì được. Luôn. Anh vô tình, anh chẳng hiểu cho em trong những đấy, như đây là V6 đang đánh lên âm ly anh em nhá.
Còn dưới này thì iPhone vẫn đang phát nhạc. Thì bây giờ chuyển sang kênh của iPhone thì mình có thể chuyển lúc này. Đấy. Bây giờ lại chuyển lên. Tuyệt vời luôn. Một cái bộ âm ly đèn phun ni lông hộp xốp. Chơi bốn bóng Nga này em bán giá hợp lý cho tất cả anh em đều có thể chơi được. Anh em quan tâm thật sự thì anh em cứ gọi điện thẳng cho em. Còn nếu anh em không quan tâm thì anh em cứ xem những clip là một cái kênh để chia sẻ video, chia sẻ audio để phát triển kênh. Mong anh em ủng hộ bằng cách đăng ký kênh này, like kênh này, subscribe kênh, chia sẻ cho bạn bè. Em chỉ cần thế thôi, chọn mua bản đối với em không quan trọng nhá. Ok, cảm ơn toàn thể anh em. Em xin ngừng clip tại đây. Nhớ đăng ký kênh nha. Bốn bóng rất là tuyệt vời luôn.